Một kỳ khác của tứ kỳ huyết nguyệt là lúc bộ tộc Kimono hạ sinh hai cô công chúa. Nhưng lúc chào đời cũng là lúc họ phải chia xa. Hai chị em, hai số phận trái ngược. Trong khi người em được ôm ấp trong vòng tay của cha mẹ, thì người chị đã lớn lên giữa những kẻ xa lạ. Từ đó, người phải tập luyện tàn khốc để sống sót, kẻ lớn lên trong sự bảo bọc. Dần dần, người em bỏ đi tính cách bướng bỉnh của mình, còn người chị ngày càng mạnh mẽ, quyết đoán. Và như một sự sắp đặt trớ trêu có chủ ý của số phận, người em được định sẽ trở thành vợ tương lai của thế tử Nguyệt tộc, còn người chị là cận vệ thân cận nhất của chàng. Không vì chia xa mà tình cảm họ phai nhòa. Tôi thích khách, mau đuổi theo. Người chị vẫn luôn âm thầm theo dõi em mình để giúp đỡ mỗi khi cô cần nhất. Canh ba khuya nay, pháp trường. Gia tộc và tình cảm chọn sao cho đành. Cuối cùng, bất chấp tất cả, cô đã có sự lựa chọn của mình.